Phương Lê xin chào tất cả các chị em thân mến. Hôm nay Phương Lê quay cái clip này, Phương Lê muốn chia sẻ với tất cả các chị em một cái bí quyết dưỡng da để làm sao để cho làn da của mình căng bóng và sáng hồng. Việc đó không có hề khó. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Đầu tiên thì Phương Lê sẽ dùng nước toner để Phương Lê sau khi rửa bằng sữa rửa mặt rồi. Thì da của Phương Lê vừa rửa sữa rửa mặt xong thì bây giờ Phương Lê sẽ dùng nước toner. Phương Lê phải lau khắp mặt lại. Nước toner này nó có tác dụng là làm se khít lỗ chân lông và nó sẽ giúp cho cái làn da của chúng ta sẽ trắng sáng và giảm mụn, giảm nhờn và giúp cho những cái da khô cân bằng lại cái được cái độ ẩm, cung cấp những cái độ ẩm cần thiết cho cái làn da của mình. Hai cái công dụng chính của cái nước toner này là thứ nhất là làm trắng sáng da, thứ hai nữa là cái công dụng cực kỳ quan trọng đó là se khít lỗ chân lông. Nên chị em nào mà da nhờn và lỗ chân lông to thì nên sử dụng nước toner của Chonami dòng trắng sáng nhé. Sau khi Phương Lê đã dùng nước toner lau khắp mặt thì bước tiếp theo là Phương Lê sẽ sử dụng serum trắng sáng da của thương hiệu Chonami. Nó sẽ giúp cho cái làn da của Phương Lê sẽ trắng sáng và căng bóng. Chị em nào mà muốn có làn da của mình mà trắng sáng đều màu và trắng hồng ấy, căng bóng thì mình hãy sử dụng cái serum trắng sáng này nhé. Tác dụng của serum trắng sáng này thì là nó là serum trắng sáng rồi, tất nhiên nó sẽ giúp cho cái làn da các chị em sẽ căng bóng và trắng sáng. Ngoài việc căng bóng và trắng sáng thì nó cũng giúp cho cái da của chị em sẽ săn chắc lại và giúp cho săn chắc và lỗ chân lông của chúng ta sẽ se khít lại nha. Sau khi Phương Lê se thoa serum trắng sáng rồi, bước tiếp theo thì Phương Lê sẽ thoa thêm một serum nữa. Đây là serum chống lão hóa. Tại vì độ tuổi 25 trở lên thì da của chúng ta bắt đầu lão hóa rồi, nên Phương Lê sẽ sử dụng cái serum chống lão hóa này vì Phương Lê cũng gần 40 rồi. Chúng ta cũng lấy một lượng ít và thoa lên. Serum chống lão hóa này là một cái serum nó rất cực kỳ đậm đặc và thành phần là tế bào gốc, nên khi mà mình da của chúng ta bị lão hóa rồi thì dùng cái loại serum này là nó phục hồi cho da chị em mình cực kỳ hiệu quả luôn. Nên vì vậy mà Phương Lê rất là nghiện cái serum này. Chị em hãy thử nhé, chị em hãy thử đi và Phương Lê bảo đảm là khi chị em thử cái serum này thì chị em sẽ rất là thích giống như Phương Lê. Sau khi Phương Lê đã thoa hai loại serum lại với nhau rồi, hai loại serum, một là serum trắng sáng trước rồi Phương Lê sẽ thoa serum chống lão hóa. Tại vì thứ nhất, tại sao Phương Lê thoa hai loại serum? Vì Phương Lê đã hơn 25 tuổi, có nghĩa là Phương Lê gần 40 tuổi rồi, thì da Phương Lê đã lão hóa rồi, còn thì Phương Lê sẽ sử dụng cái serum chống lão hóa này. Còn vì Phương Lê muốn cho cái làn da của mình trắng sáng và căng bóng thì Phương Lê sử dụng thêm cái serum chống trắng sáng và căng bóng này nữa. Nếu mà tất cả các chị em mà có nhu cầu như Phương Lê thì hãy mix hai loại serum này lại với nhau để dưỡng cho cái làn da của chúng ta, thì lúc đó là cái làn da của chị em sẽ có một làn da căng bóng và trắng sáng giống như da của Phương Lê bây giờ. Sau khi Phương Lê thoa hai loại serum rồi thì bước tiếp theo Phương Lê sẽ dưỡng cái kem dưỡng cho vùng mắt của mình. Tại vì mắt của Phương Lê là thuộc người make up nhiều, với lại Phương Lê cũng hay biểu cảm bằng cái
mắt của mình mỗi khi nói chuyện hay là cười nói gì đó thì mắt của Phương Lê nó cũng dễ nhăn, và ngày nào mình cũng trang điểm đánh màu mắt cười dễ eyeliner với mascara nên mắt của mình cũng bị thâm. Nên từ ngày mình dưỡng cái kem dưỡng vùng mắt này thì đôi mắt của mình nó hết thâm và hết nhăn. Đây các chị em xem kỹ nhé, không còn thâm và nhăn nữa. Đây là một cái loại kem dưỡng mắt mà Phương Lê vô cùng ưng ý luôn, Phương Lê vô cùng thích luôn á. Chị em mình hãy thử nhé. Bây giờ là ban ngày nên Phương Lê sẽ sử dụng thêm một cái kem dưỡng, kem face, kem dưỡng ban ngày nữa. Nếu mà ban đêm thì Phương Lê sẽ sử dụng kem dưỡng đêm, còn hôm nay là ban ngày Phương Lê dưỡng nên Phương Lê sẽ sử dụng kem ban ngày. Đây là kem trắng sáng da. Đây là kem trắng sáng da cũng của thương hiệu Tranami luôn. Và nó sẽ giúp cho Phương Lê bảo vệ cái lớp serum mà Phương Lê, hai lớp serum mà Phương Lê vừa thoa lên. Tại vì mình thoa serum á, mà mình không có dưỡng kem dưỡng bên ngoài thì serum của mình nó rất là dễ nhanh bị bốc hơi đi. Nên tất cả các chị em của mình dưỡng serum rồi thì chắc chắn là mình phải dưỡng thêm kem dưỡng bên ngoài nhé. Kem dưỡng này nó cũng có thành phần trắng sáng da và nó cũng giúp cho làn da của chị em mình sẽ căng bóng và hồng hào nhé. Còn một bước cuối cùng mà Phương Lê sẽ chia sẻ với tất cả các chị em luôn, đó là Phương Lê luôn luôn sử dụng kem chống nắng. Phương Lê luôn luôn sử dụng kem chống nắng mỗi buổi sáng. Thì đây là một cái loại kem chống nắng mà nó đối với Phương Lê là nó làm tốt nhất đối với Phương Lê, vì nó giúp cho mình chống lại những cái nắng và những cái thời tiết nó rất là nóng nóng của Việt Nam nè. Thứ hai nữa là khi mình thoa vô á là nó cực kỳ thẩm thấu luôn. Nó cực kỳ thẩm thấu luôn, nó không có bị bết dính á. Nó không hề bị bết dính nha. Và kem chống nắng này thì mình cũng có thể thoa được cho nam nữ gì cũng thoa được, tại vì sau khi mình thoa kem chống nắng lên khoảng 3 phút thì cái kem chống nắng cọ sẽ không còn thấy cái cảm giác mà mình thoa kem chống nắng nữa, vì nó đã thấm vô trong da của mình hết rồi. Nên kem chống nắng này nam và nữ gì đều xài được nha chị em. Nên mình cũng có thể cho ông xã mình hoặc là người yêu của mình dùng kem chống nắng này được luôn nhé. Đây là một cái loại kem chống nắng mà Phương Lê nghĩ là một cái sự lựa chọn hoàn hảo đối với Phương Lê. Không không riêng về kem chống nắng mà là tất cả những dòng sản phẩm mà Phương Lê dưỡng da mà Phương Lê đang sử dụng thương hiệu của thương hiệu Tranami thì nó là đều là sự lựa chọn hoàn hảo của Phương Lê. Và Phương Lê cực kỳ tin tưởng trong gần 3 năm qua Phương Lê đã sử dụng và làn da của Phương Lê đã được nuôi dưỡng và chăm sóc rất là tuyệt vời như ngày hôm nay. Thì Phương Lê hy vọng rằng sau cái clip này, các chị em đã xem cái clip này rồi thì các chị em sẽ biết và chọn cho mình cái dòng dưỡng da nào thật sự để phù hợp để cho tất cả các chị em mình ai ai cũng có làn da đẹp, ai ai cũng có làn da khỏe, đặc biệt là một cái làn da khỏe, đẹp và an toàn. Phương Lê cảm ơn tất cả các chị em đã xem cái clip của Phương Lê chia sẻ về cái bí quyết dưỡng da để có làn da căng bóng và sáng hồng như thế này. Năm mới Phương Lê xin chúc cho tất cả các chị em của mình mãi mãi xinh đẹp, luôn luôn được nhiều niềm vui và hạnh phúc. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại những cái clip lần sau. Bye bye tất cả các chị em.